Phan Âm Thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng này được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Ngày hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2020, cửa hàng Âm Thanh Lê Hạnh xin test 3 sản phẩm để gửi cho 3 vị khách hàng có 3 địa chỉ khác nhau. Sản phẩm thứ nhất của vị khách hàng có địa chỉ tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh có liên hệ với cửa hàng để đặt cho mình một chiếc mâm than Puller PL7N. Cửa hàng đang test cho anh đây rồi. Và sản phẩm thứ hai, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Kiến Thụy, Hải Phòng. Anh đặt một chiếc đài Mono 1990 vừa về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua. Phía bên tay trái, quý vị và các bạn đang được nhìn thấy trước màn hình. Sản phẩm tiếp theo, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Anh đã liên hệ với cửa hàng để đặt cho mình một chiếc máy hút ẩm mới tinh, có mã số 331. Vâng, chiếc này thì đã có mặt tại cửa hàng rồi. Và trong buổi tối của ngày hôm qua, cửa hàng cũng đã thông báo trên kênh để cho quý vị và các bạn biết bên cửa hàng vẫn có những sản phẩm như những thiết bị, chiếc máy hút ẩm, những chiếc máy lọc khí bù ẩm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng sẽ đọc danh sách những vị khách hàng đã chốt đơn trong clip này. Vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng trên 63 tỉnh thành đang theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Vâng, những sản phẩm được khách hàng chốt đơn, cửa hàng cũng vẫn làm những clip thông báo trên kênh của mình. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc máy hút ẩm có dung tích hút là 18 lít trên một ngày của hãng Mitsu. Chiếc này thì được sử dụng điện 100V, hàng về từ Made in Japan. Giá trên 10 triệu. Xin gửi cho anh Nguyễn Đắc Tuyển, anh có địa chỉ đội 5, thôn Đạo Tú, xã Sông Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh. Vâng, anh Tuyển thì là những vị khách hàng cũng đã từng mua các thiết bị audio bên cửa hàng cung cấp rồi. Tiếp theo xin gửi chú Bùi Đắc Hân, có địa chỉ tại thôn Cao Bộ, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng. Một chiếc đài mono có mã số là 1990. Vâng, đây sản phẩm thì bác Hân đã lựa chọn đây rồi. Vâng, vậy vị khách hàng tiếp theo trong clip này, cửa hàng xin gửi cho anh khách hàng. Xin gửi cho anh Nguyễn Ngọc An, anh có địa chỉ tại 70 đường số 9 nhé, 70 đường Hùng gì đó, cửa hàng lại quên mất rồi. Ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã liên hệ với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh để đặt cho mình một sản phẩm là một chiếc mâm than Puller PL7L. Vâng, cửa hàng thì đang test cho những vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc thưởng thức chất âm của sản phẩm đây rồi. Tiện ở clip này thì cửa hàng cũng phối ghép luôn với một chiếc âm ly Magentoc, hàng mới tinh, bên cửa hàng vẫn có hàng Magentoc MA9000 phía sau và một cặp loa vừa về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua. Một cặp loa Tannoy Tunberry GR, hàng mới tinh. Vâng, vậy ba sản phẩm như trên, cửa hàng xin gửi cho ba vị khách hàng đã có danh sách đặt hàng bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn vẫn liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.